Xin chào tất cả các bạn. Các bài giảng trước thì cô đã hướng dẫn cho các bạn về ôn tập chương carbohydrate. Đấy là ôn tập về phần monosaccharide. Thì bài giảng hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn giải một số bài tập liên quan tới cái nhóm carbohydrate này. Thì mời các bạn chú ý lắng nghe. Cô có bài tập thứ nhất. Câu 1. Cho sơ đồ phản ứng. Cho sơ đồ, đấy là cellulose trinitrat. Sorbitol. Người ta hỏi rằng là XY lần lượt là đáp án A là cellulose glucose. Đáp án B, tinh bột và ethanol. Đáp án C, đấy là maltose và ethanol. Và đáp án D, đấy là saccharose và ethanol. Đối với câu hỏi này, các bạn sẽ dựa vào những chất có sẵn ở trên sơ đồ để các bạn đoán được chất X và chất Y. Ở đây chúng ta thấy này, từ X có thể tạo thành cellulose trinitrat. Cellulose trinitrat này là thành phần của thuốc súng không khói, đúng không nào? Và để điều chế được cellulose trinitrat thì các bạn sẽ sử dụng cellulose. Vậy X phải là cellulose, đúng nhỉ? Đấy, từ X mà tạo ra cellulose trinitrat. Thì cô kết luận rằng X là cellulose. Rồi, từ Y tạo thành sorbitol. Vậy để tạo thành sorbitol thì chúng ta sẽ sử dụng phản ứng cộng hydro, đúng không? Với glucose hoặc là fructose. Vậy thì ở đây Y ở đây phải là glucose, bởi vì sao? X là cellulose thì từ cellulose nó mới thủy phân tạo ra glucose được. Vậy này, chúng ta thấy này, Y này tạo thành sorbitol. Cô kết luận rằng Y là glucose. Vậy tóm lại chuỗi phản ứng của chúng ta là từ chất X, đấy là cellu này, cô tạo thành cellulose trinitrat. Và từ cellulose tạo thành glucose. Rồi, tạo thành sorbitol. Và đáp án đúng của chúng ta đối với câu này chính là đáp án A. Bây giờ chúng ta ôn lại lý thuyết một tí. Từ cellulose để tạo thành cellulose trinitrat thì các bạn cho phản ứng với axit HNO3. HNO3 xúc tác là H2SO4 đặc, đun nóng. Từ cellulose để tạo ra glucose thì các bạn sử dụng phản ứng thủy phân trong môi trường axit có đun nóng. Từ glucose tạo ra sorbitol thì các bạn cho phản ứng với hydro. Đây là tính chất của aldehyde, của nhóm aldehyde trong công thức của glucose. Xúc tác là niken, nhiệt độ. Đấy là nội dung của câu hỏi thứ nhất. Qua câu hỏi thứ hai.
thủy phân hoàn toàn m gam saccharose. Trong môi trường axit với hiệu suất là 80%. Thu được 10,8 gam bạc. Giá trị của M là đáp án A là 20,52. Đáp án B là 22,8. Đáp án C đấy là 16,416. Và đáp án D là 25,6 gam. Rồi bây giờ cô có này, khi tiến hành thủy phân saccharose, khi chúng ta học đúng không, là từ saccharose các bạn thủy phân trong môi trường axit thì nó sẽ tạo thành một gốc glucose và một gốc fructose. Theo tỷ lệ mol là 1:1. Vậy này, đầu tiên cô có là gì? Cô tính được số mol bạc, số mol Ag. Các bạn có công thức là số mol là bằng khối lượng chia cho M lớn. Khối lượng bạc ở đây đề đã cho là 10,8 gam. M lớn của bạc là 108. Vậy cô chia là ra được 0,1 mol. À, cô có này. À, nhầm đề quá. À, ở đây cái đề của cô bị nhầm là 108 gam glucose. Vậy cô có số mol glucose là 10,8 chia cho m lớn của glucose là 108, là bằng 0,1. Và từ gluco thì cô suy ra được số mol của saccharose là 0,1. Tuy nhiên, do hiệu suất là 80% cho nên cô chia cho hiệu suất là 0,8 nữa, là cô ra được số mol saccharose. Vậy cô có khối lượng của saccharose là bằng số mol nhân m lớn. Số mol saccharose là 0,1 trên 0,8 và nhân m lớn của saccharose là 342. Là cô có được đáp án. Vậy đáp án của chúng ta thu được là 25,65 gam. Chúng ta chuyển qua câu số 3. Và còn câu số 3, nội dung như sau. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp.
gồm cellulose. Tinh bột glucose và saccharose. Cần 2,52 lít khí oxy ở điều kiện tiêu chuẩn. Thu được 1,8 gram nước. Giá trị M là 5,25. Câu B là 3,15. Câu C là 3,6. Và câu D là 6,2. Đối với bài này thì chúng ta thấy rằng người ta đốt cháy một lúc là 4 chất, đúng không nào? Cellulose, tinh bột, glucose và saccharose. Và các bạn để ý, đây là những hợp chất có dạng công thức là CnH2O, tất cả M lần. Vì vậy cô gọi chung bốn chất này thành là CnH2O, tất cả M lần. Và cô đốt cháy. Các bạn để ý phương trình đốt cháy ở đây. Cô có đốt cháy thì cô tạo ra được CO2 và nước. Bây giờ cô sẽ cân bằng C và hydro trước. Carbon là N này, M này. Và cô có ở đây là NO oxy. Rồi bây giờ cô sẽ tính này, tính số mol của oxy nhá. Cô tính số mol oxy. Số mol oxy cần đốt cháy đấy là 2,52 chia 22,4 là bằng 0,1125 mol. Rồi, bây giờ cô sẽ tính số mol nước. Số mol nước của phản ứng cháy này là 1,8 chia M lớn của nước là 18, là 0,1 mol. Các bạn để ý, đối với cái các dạng hợp chất mà CnH2O tất cả M lần thì khi mà đốt cháy nó thì nó sẽ có số mol CO2 bằng số mol oxy cần cho phản ứng cháy. Các cái này các bạn phải nhớ nhá. Vậy từ số mol oxy này, cô suy ra được số mol CO2. Số mol oxy là 0,1125. Cô suy ra số mol CO2 là 0,1125. Rồi. Tiếp theo là cô có số mol nước có sẵn là 0,1 mol rồi, đúng không? Vậy hiện tại ở trên phương trình chúng ta đã có số mol oxy, có số mol CO2 và có số mol nước từ cái khối lượng của đề cho chúng ta tính ra được rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ sử dụng phương pháp bảo toàn khối lượng để chúng ta giải bài toán này thôi. Vậy các bạn để ý đây, cô sẽ bảo toàn khối lượng thì cô có như sau. Là cô có khối lượng của hỗn hợp cộng với khối lượng oxy cần cho phản ứng cháy là bằng khối lượng CO2 cộng cho khối lượng nước. Tương đương với này, khối lượng hỗn hợp. Khối lượng oxy cô có là 0,1125 mol oxy cần cho phản ứng cháy. Vậy khối lượng oxy ở đây là bằng số mol là 0,1125 nhân cho M lớn của oxy là 32, sẽ bằng khối lượng CO2 là 0,1125 nhân 44 là M lớn của CO2 cộng với khối lượng nước mà đề đã cho là 1,8 gram. Và từ đây cô sẽ tính ra được khối lượng hỗn hợp.
Cô tính ra được khối lượng hỗn hợp là 3,15 gam. Vậy đối với cái bài số 3 này các bạn cần lưu ý cái gì? Đối với cái bài số 3 này thì các bạn lưu ý cho cô là khi đốt cháy những cái hợp chất mà dạng CnH2O tất cả m lần. Thì ta có số mol oxy cần cho phản ứng cháy là bằng số mol CO2. Đấy là nội dung của câu hỏi số 3. Chúng ta sẽ qua câu hỏi số 4. Vậy câu hỏi số 4 như sau. Thủy phân hoàn toàn 34,2 gam saccharose. Rồi lấy sản phẩm cho tác dụng với lượng AgNO3 trong môi trường amoniac. Thì thu được m gam bạc. Giá trị M là đáp án A là 14,2 gam. Đáp án B đấy là 10,08 gam. Đáp án C là 43,2. Và đáp án D là 21,6 gam. Rồi, đối với bài toán này thì cô sẽ giải nó như sau. Từ saccharose các bạn cũng đã biết rồi đúng không? Từ saccharose thì chúng ta thủy phân, chúng ta sẽ tạo ra được một gốc glucose và một gốc fructose. Vậy này, sản phẩm ở đây là người ta lấy glucose và fructose để tham gia phản ứng tráng bạc. Vậy thì glucose khi nó tráng bạc thì nó cho ra 2Ag. Tương tự như vậy, fructose nó tráng bạc nó cũng cho ra 2Ag. Bây giờ cô sẽ tính số mol saccharose. Chúng ta có số mol là bằng khối lượng chia m lớn. Vậy khối lượng là 34,2 chia m lớn của saccharose là 342. Vậy ở đây là nó bằng 0,1 mol. Rồi bây giờ này, từ saccharose này là 0,1 mol thì cô suy ra được gluco là 0,1 và fruct cũng là 0,1. Vậy bạc mà do gluco tráng thì nó sẽ tạo ra 0,2 mol. Tương tự như vậy, bạc mà do fructose tráng bạc tạo ra thì là 0,2. Vậy tổng số mol bạc của mình là 0,2 cộng 0,2 là bằng 0,4. Và từ đây cô suy ra được khối lượng bạc.
Khối lượng AG là bằng 0,4 nhân 108 là bằng 43,2 gram. Vậy đáp án đúng ở đây sẽ là câu C. Chúng ta cùng nhau chuyển sang câu hỏi số 5. Câu hỏi số 5 có nội dung như sau. Hỗn hợp E gồm tinh bột và cellulose. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp E. Đốt cháy hoàn toàn M game bằng oxy thì thu được số mol CO2 lớn hơn số mol nước là 0,02 mol. Thủy phân hoàn toàn M game thu được dung dịch T. Trung hòa T bằng kiềm rồi tiếp tục cho vào dung dịch bạc nitrat trong môi trường amoniac dư. Trung hòa T bằng dung dịch kiềm rồi cho vào dung dịch AgNO3 trong amoniac dư thì thu được M gam bạc. Giá trị M là 4,32, B là 8,62, C B là 8,64, C là 2,16 và D là 6,48. Bây giờ chúng ta cùng nhau giải câu này. Đối với tinh bột và cellulose thì các bạn thấy nó có cùng dạng công thức là C6H10O5. Tất cả N lần.
Và các bạn lưu ý rằng khi đốt cháy tinh bột hay là đốt cháy cellulose thì chúng ta có số mol của CO2 nó lớn hơn số mol nước. Và chúng ta thể lấy số mol CO2 trừ số mol nước thì nó bằng số mol của hỗn hợp. Nếu như là đối với bài toán này thì nó bằng số mol của hỗn hợp tinh bột và cellulose. Vậy nè, đề người ta cho này, thu được số mol CO2 lớn hơn số mol nước là 0,02 mol. Vậy ở đây số mol hỗn hợp là 0,02. Tiếp theo cô tiến hành cô thủy phân. Thủy phân hỗn hợp này, vậy này tinh bột khi cô thủy phân thì cô ra được glucose. Và tương tự như vậy cellulose thì khi cô thủy phân thì cô cũng ra được gluco. Vì số mol hỗn hợp là 0,02 cho nên cô suy ra được số mol glucose của cả hai phương trình này cũng là 0,02 mol. Người ta đem cái dung dịch T này trung hòa bằng kiềm rồi cho vào dung dịch bạc nitrat dư, có nghĩa là người ta đang thực hiện phản ứng tráng bạc giữa glucose với AgNO3 trong ammoniac. Vậy các bạn cũng đã biết rồi, glucose khi tráng bạc thì nó cho ra hai nguyên tử bạc. Vậy ở đây số mol glucose là 0,02 thì suy ra được số mol bạc là 0,04 mol. Và từ đây cô tính ra khối lượng bạc là 0,04 nhân cho 108 là bằng 4,32 gam. Và đáp án đúng của chúng ta đấy là câu A. Đây chính là nội dung của bài học ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.